Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào các con, chào mừng các con quay trở lại với video giải bài tập sách giáo khoa tiếng lớp 9 của Vietjet. Hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục unit 11 với phần Looking Back ôn tập. Và như thường lệ, phần đầu tiên trong phần Looking Back ngày hôm nay của chúng ta đó là Vocabulary, từ vựng. Bây giờ chúng mình hãy đến cùng với bài tập số 1. Bài tập số 1, người ta yêu cầu chúng mình hoàn thành những câu sau với những từ được cho sẵn ở trong hộp. Ở đây chúng mình có 6 từ tương ứng với 6 câu. Từ đầu tiên chúng mình có đó là từ individually oriented, có nghĩa là định hướng, mang tính cá nhân. Cụm từ số 2 đó là responsive to, có nghĩa là phản ứng nhanh nhạy hoặc là phản ứng nhạy bén với cái gì. Tiếp theo chúng mình có từ hands-on, có nghĩa là thực tế, thực tiễn, áp dụng vào thực tế, thực hành ngay tại chỗ. Tiếp theo đó là danh từ ở dạng số nhiều, facilitators, có nghĩa là người điều phối. Thứ năm đó chính là trạng từ financially, có nghĩa là liên quan đến tài chính. Và cuối cùng đó là tính từ ghép male dominated, có nghĩa là do nam giới làm chủ, do nam giới áp đảo. Và bây giờ chúng mình cũng bắt đầu vào làm bài nhé. The feudal system promotes dot-dot-dot societies where women obey men unconditionally. Thì cái xã hội này, chế độ phong kiến thì tôn sùng, thì thúc đẩy cái xã hội mà là do nam giới làm chủ. Và ở nơi đó thì phụ nữ nghe theo đàn ông, nghe lời đàn ông vô điều kiện. Promotes male hoặc male dominated societies. Số 1, cô sẽ đánh số ở đây này. Xã hội phong kiến đề cao hoặc là thúc đẩy cái xã hội mà do nam giới làm chủ. Ở nơi đó thì phụ nữ nghe lời, phụ nữ vâng lời đàn ông vô điều kiện. Tiếp đến với câu số 2, most services nowadays are mass focused, not individually oriented. Có nghĩa là hầu hết các dịch vụ ngày nay thì là tập trung, nghĩa là nó hướng đến số đông thay vì là định hướng cá nhân. Có nghĩa là tất cả những cái dịch vụ ngày nay thì nó hướng đến là phục vụ cho một tập thể, phục vụ cho số đông, chứ không phải chỉ là dành riêng cho một người, chỉ chú trọng đến một cá nhân nữa. Số 2, điền individually oriented. Tiếp đến với câu số 3, this syllabus is quite theoretical. I want to see something more hands-on. Có nghĩa là cái thời khóa biểu này, cái khóa học này nó hơi mang tính lý thuyết, nó mang tính lý thuyết khá là cao. Tôi muốn nhìn thấy một cái điều gì đó mà nó thực tiễn hơn, nó thực tế hơn chứ không phải lý thuyết nữa. Số 3, mình điền hands on. Và chúng mình cũng được học ở đây đó chính là đối lập với từ theoretical mang tính lý thuyết thì đó chính là hands on mang tính thực tiễn. Câu số 4, a successful education must be responsive to social demands, có nghĩa là một cái nền giáo dục mà thành công thì phải phản ứng nhanh nhạy, thì phải nhạy bén với những cái yêu cầu của xã hội. Số 4, điền responsive to. Câu số 5, women these days prefer to be financially independent. Phụ nữ ngày nay thì thích là được độc lập về mặt tài chính hơn. Financially independent, đây là một cụm từ rất là hay, độc lập về mặt tài chính. Số 5, điền financially. Và số 6, đương nhiên sẽ là facilitators. Giáo viên sẽ trở thành những người điều phối thay vì hoặc là hơn là những cái người mà chỉ cung cấp thông tin. Giáo viên sẽ là người giúp cho việc học trở nên dễ dàng, giúp cho việc học trở nên thân thiện hơn, thay vì chỉ là người nói, chỉ là người giảng, người cung cấp thông tin. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong được bài tập số 1 này. Bây giờ chúng mình cùng tổng hợp lại đáp án nhé. Vị trí số 1, mình điền từ male
Male Dominated. Và ở đây chúng mình được ôn lại về cái cụm Male Dominated Society, có nghĩa là xã hội mà do nam giới làm chủ. Câu số 2, mình điền Individually Oriented. Và mình học được một cái collocation để đi về nó, đó chính là danh từ service, dịch vụ mà dành cho cá nhân riêng lẻ, hoặc là dịch vụ mà mang tính định hướng cá nhân thì gọi là individually oriented service. Còn cái dịch vụ mà dành cho số đông thì gọi là mass focused service. Và chúng mình cũng học được thêm một cái cặp từ trái nghĩa nữa, đó là individually oriented và mass focuses. Tiếp đến số 3, mình điền từ hands-on. Hands-on nghĩa là thực tiễn, còn theoretically có nghĩa là lý thuyết, nghiêng về lý thuyết hoặc là thuộc về lý thuyết. Số 4, mình điền responsive to. Phản ứng nhanh nhạy với cái gì? Phản ứng nhanh nhạy với ai? Và câu số 5, mình điền financially. Be financially independent có nghĩa là độc lập về mặt tài chính. Be financially independent, tại vì independent là tính từ, còn financially là trạng từ bổ nghĩa cho nó. Câu số 6, mình điền từ facilitators. Câu này nói về sự thay đổi trong vai trò của giáo viên trong tương lai. Bây giờ cô xin phép mời chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 2 này. Bài tập số 2 thì yêu cầu chúng mình đó là sử dụng những từ đã được gợi ý nhưng ở dạng đúng của nó để hoàn thành những câu sau. Ở bên này, người ta cho mình cái từ gợi ý, còn ở đây là các câu mà mình phải điền. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải tìm cái dạng đúng của những từ đã được gợi ý để hoàn thành câu. Ở đây, người ta cho mình từ support. Support vừa là danh từ, có nghĩa là ủng hộ, sự ủng hộ. Câu số 1 này, Greener là một tổ chức mà ủng hộ những cái hoặc là ủng hộ hoặc là mà ủng hộ, hỗ trợ cho những cái hoạt động cộng đồng. Greener is an organization which supports thêm as community activities. Which này là thay cho một tổ chức. Vậy và câu lúc này đang ở thời hiện tại đơn, vậy thì động từ phải chia thêm as hoặc là as. Và đối với từ support thì mình sẽ chia thêm s. Chủ ngữ là số ít này. Câu đang ở thời hiện tại đơn, động từ thêm s hoặc s. Câu số 2, mình có từ provide. Câu số 2, mình có từ provide. Provide, động từ có nghĩa là cung cấp. Câu số 2 này, our dream, ước mơ của chúng tôi, is to become the largest childcare dot 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 in the area. Childcare, mình có thể viết liền như này, hoặc là viết tách ra các con nhé. Ước mơ của chúng tôi là trở thành một cái gì đó liên quan đến chăm sóc trẻ em lớn nhất ở trong khu vực này. Vậy thì, ở đây mình sẽ phải điền một cái danh từ. Nhưng là danh từ chỉ người hay là danh từ chỉ vật bây giờ? Thì ước mơ của chúng tôi, ước mơ của chúng tôi, vậy có nghĩa là liên quan đến người. Vậy thì mình sẽ phải điền từ provider, chứ không phải là điền provision nhé. Ước mơ của chúng tôi là trở thành cái người hoặc là trở thành cái dịch vụ chăm sóc trẻ lớn nhất ở trong khu vực. Child care provider. Thật ra theo cô thấy thì mình điền từ provision cũng được. Nhưng mà ở trong các bài trước thì mình đã được học từ child care provider rồi. Thế nên là cô ưu tiên cái phương án provider hơn nhé. Thì đến câu số 2, mình có từ prediction. Prediction là một danh từ có nghĩa là dự đoán. Và từ prediction này chúng mình đã được gặp rất là nhiều ở trong unit 11 này. Bởi vì unit 11 này của chúng mình liên quan đến tương lai mà. Tương lai thì chúng mình thường hay dự đoán. Và câu số 3 này, I hope that, tôi hy vọng rằng, in the near future, trong tương lai gần, scientists will find a reliable method of dot 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 earthquakes.
Earthquake có nghĩa là động đất. Tôi hy vọng rằng ở trong tương lai gần, các nhà khoa học có thể tìm ra một cái phương pháp đáng tin cậy để làm sao đó với những cái trận động đất. Thì ở đây mình không thể điền tính từ được, mình cũng không thể điền danh từ được, mình không thể điền nguyên danh từ prediction vào được, mà đây mình sẽ phải điền một động từ. Và động từ của từ prediction đó là predict. Và tiếp đến mình phải xét đến này, lúc này cái từ predict nó đang đứng sau từ of. Of là một giới từ, và giới từ mà đứng đằng sau, và động từ mà đứng đằng sau giới từ thì phải chia thêm in. Vậy thì đáp án cho câu số 3 của mình sẽ là predicting. Cô sẽ ghi đáp án sang bên này nhé. Predicting. Câu số 4 này, mình có từ Tyler. Tyler là động từ, có nghĩa là điều chỉnh sao cho phù hợp, thay đổi sao cho phù hợp. Ở đây, we have dot 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 our syllabus to fit this advanced group, có nghĩa là chúng tôi đã làm sao đó với cái thời khóa biểu, với cái khóa học của chúng tôi để phù hợp với cái nhóm học sinh nâng cao này. Vậy thì câu này nó đang là ở thời hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành với chủ ngữ là we, chúng tôi, thì sẽ có cấu trúc là we này cộng have cộng với verb phân từ 2. Và từ Tyler khi mà chia ở dạng phân từ 2 thì mình sẽ thêm ed, có nghĩa là chúng tôi đã thay đổi, đã điều chỉnh cái khóa học để cho phù hợp với cái nhóm học sinh nâng cao này. Tiếp đến câu số 5, mình có từ evaluation. Evaluation có nghĩa là sự đánh giá. Câu số 5, every school has to dot 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 how well their students are doing, có nghĩa là mọi trường học đều phải làm sao đó với cái mức độ hoặc là với cái thành tích học tập của học sinh, có nghĩa là. Và ở đây chúng mình sẽ phải điền một động từ. Và has to là cái cách chia của động từ khuyết thiếu have to. Và dù là have to hay là has to thì đằng sau nó động từ cũng để ở dạng nguyên thể. Đáp án cho câu số 5 của chúng mình sẽ là evaluate. Động từ của evaluation là evaluate. Và câu 5 của chúng mình có nghĩa là mỗi trường học đều phải đánh giá xem học sinh của mình đang học tốt, đang làm tốt đến đâu, how well. Và câu số 6, mình có từ witness. Witness vừa là động từ, vừa là danh từ nhá. Khi nó là động từ, nó có nghĩa là chứng kiến. Khi nó là danh từ, nó có nghĩa là nhân chứng. Câu số 6 này, they called 3 dot 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 of the accident to court, có nghĩa là họ đã gọi 3 cái gì đó của cái vụ tai nạn đến tòa. Liên quan đến tòa này, liên quan đến tai nạn thì vậy có nghĩa là nhân chứng. Và 3 nhân chứng thì có nghĩa là số nhiều. Vậy thì witness mình phải thêm es. Họ đã gọi 3 nhân chứng của vụ tai nạn đến tòa. Và muốn làm nhân, và nhân chứng thì đương nhiên là chỉ người rồi, danh từ chỉ người, witnesses. Và sau đây cô xin phép được tổng hợp lại đáp án của bài tập số 2 ra một tờ giấy note cho các con dễ nhìn nhé. Đây là toàn bộ đáp án của bài tập số 2. Supports, provider, predicting, tailored, evaluate và witnesses. Greener là một tổ chức mà hỗ trợ hoặc là ủng hộ cho những hoạt động cộng đồng. Ước mơ của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ lớn nhất ở trong khu vực này. Tôi hy vọng rằng trong tương lai gần, các nhà khoa học sẽ tìm được ra phương pháp dự đoán động đất đáng tin, một phương pháp dự đoán động đất đáng tin. Câu số 4, chúng tôi đã điều chỉnh cái khóa học, cái thời khóa biểu của mình để phù hợp với nhóm học sinh nâng cao này. Câu số 5, mọi trường học đều phải đánh giá xem học sinh của mình đang làm tốt đến đâu. Câu số 6, họ đã gọi 3 nhân chứng của vụ tai nạn đến tòa.
Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong được bài tập số 2 rồi này. Sau đây cô xin phép mời chúng mình cùng chuyển sang phần grammar, ngữ pháp. Grammar. Và bài tập số 3 là bài tập đầu tiên của phần ngữ pháp. Bài tập này yêu cầu chọn chúng mình, bài tập này yêu cầu chúng mình khoanh vào đáp án đúng giữa 4 đáp án A, B, C, D. Để hoàn thành câu, chúng mình đến với câu số 1 này. A group of biologists dot 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 come from different countries are studying the emperor penguin in Antarctica. Gọi là một nhóm các nhà sinh vật học mà đến từ các đất nước khác nhau đang nghiên cứu về loài chim cánh cụt hoàng đế ở Nam Cực. Ở đây mình cần một đại từ quan hệ mà chỉ người đang đứng ở vị trí chủ ngữ. Vậy thì đại từ quan hệ đó sẽ là đại từ quan hệ who. Nhưng ở đây như chúng mình có thể thấy là không có đại từ quan hệ who. Vậy thì chúng mình sẽ chọn đại từ quan hệ that để đứng vào đây. Người đứng ở vị trí chủ ngữ, vậy thì đại từ quan hệ của nó sẽ là who. Nếu như không có who thì mình sẽ thay bằng that. A group of biologists that come from different countries. Tiếp đến với câu số 2. Câu số 2 này thì nó lại hơi đối lập một chút với câu số 1. Cái người đàn ông trẻ tuổi mà đang ngồi cạnh quầy bar là hướng đạo sinh nổi tiếng Peter Wing, người mà chúng tôi đang nói về. Ở câu số 2 này thì cái đại từ quan hệ mình cần chọn cũng là đại từ quan hệ cho người. Nhưng mà cái người này lúc này lại đang đứng ở vị trí tân ngữ, đang đứng ở vị trí tân ngữ cho cái động từ talking ở cái vế, ở cái mệnh đề quan hệ. Người đứng ở vị trí tân ngữ, vậy thì mình sẽ chọn đại từ quan hệ whom. Who là thay cho người nhưng đứng ở vị trí chủ ngữ, còn whom là đại từ quan hệ cho người đứng ở vị trí tân ngữ. Và tân ngữ Peter Wing này, the famous boy scout, là tân ngữ cho động từ chính talking. Đại từ quan hệ như thế nào là phụ thuộc vào cái vế thông tin mà làm. Đại từ quan hệ như thế nào là phụ thuộc vào cái vế thông tin mà làm mệnh đề quan hệ. Đứng ở vị trí nào, tân ngữ hay là chủ ngữ, là vật hay là người, thì phụ thuộc vào cái vế mình làm đại mệnh đề quan hệ, chứ không phải là cái vế mệnh đề chính này đâu nhé. Tiếp theo đối với câu số 3 này. On the wall are some old photos dot 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 in black and white. Trên tường là một số bức ảnh cũ mà được chụp đen trắng, in black and white, một số cái bức ảnh đen trắng. Ở đây mình cần một đại từ quan hệ thay cho some old photos, một số bức ảnh cũ, vậy thì là vật. Vật thì mình sẽ sử dụng đại từ quan hệ which. Vậy mình sẽ còn hai phương án là A và B. Nhưng chúng mình chú ý này, một vài bức ảnh cũ lúc này nó đang chia ở dạng số nhiều, vậy thì động từ to be đi kèm với nó sẽ phải là are. Trên tường là một số bức ảnh cũ được chụp trắng đen hoặc là có màu trắng đen, which are in black and white. Tiếp theo với câu số 4. Have you ever seen Picasso like it? Đây là một từ tiếng Pháp hoặc là tiếng Tây Ban Nha gì đó, đọc là like it. Dot 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 is really a masterpiece. Bạn đã từng bao giờ nhìn thấy bức tranh like it của Picasso chưa? Bạn đã bao giờ nhìn thấy like it của Picasso chưa? Cái bức tranh mà là một cái, thực sự là một cái tuyệt tác, masterpiece ấy. Ở đây mình cần một đại từ quan hệ thay cho bức tranh like của Picasso, và bức tranh thì là vật. Đại từ quan hệ tương ứng với vật là which. Vậy thì đáp án B là đáp án đúng cho câu số 4. Have you ever seen Picasso like it, which is really a masterpiece? Câu số 5. This lovely place is called Novi Sad, which means new world. Cái nơi xinh đẹp này, cái khu vực tuyệt đẹp này tên là Novi Sad. Cái từ này nó có nghĩa là thế giới mới.
No we sweat là một cái tên, vậy nó có nghĩa là vật. Đại từ quan hệ mà đi với vật thì sẽ là which. Và như chúng mình có thể thấy, cái mệnh đề quan hệ này được ngăn cách bởi dấu phẩy, nên nó là mệnh đề quan hệ không xác định. Mình không thể dùng that được, mình cũng không thể dùng it được, vì it thay cho cái gì, hay là nó đứng làm chủ ngữ. Và ở đây không có ai là người cả, nên cũng không dùng who được. Đáp án đúng của chúng mình sẽ là C, which. Câu số 6, the police are now looking for two young men. Bây giờ cảnh sát đang đi tìm hai người đàn ông trẻ tuổi. Dot 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 was seen running out of the store, mà đã được nhìn thấy là chạy ra khỏi cửa hàng. Đây lại là một mệnh đề quan hệ không xác định. Và cái mệnh đề quan hệ không xác định này cần phải được bắt đầu bằng một đại từ quan hệ chỉ người thay cho two young men. Vậy thì đại từ quan hệ chỉ người này, đại từ quan hệ chỉ người, và đối với cái mệnh đề quan hệ không xác định này, nó đang đóng vai trò là một chủ ngữ. Vậy thì người này đứng vai trò là chủ ngữ này, vậy thì đại từ quan hệ với nó sẽ phải là who. Được nhìn thấy là chạy ra khỏi cửa hàng. Đây là một dạng câu bị động. Vậy thì câu bị động, tân ngữ của câu chủ động sẽ xuống làm chủ ngữ của câu bị động. Thế nên mình sẽ chọn là who nhé. Rồi, vậy là chúng mình đã hoàn thành được xong bài tập số 3, ôn luyện lại về đại từ quan hệ chỉ ngữ. Và cô xin phép được tổng hợp lại đáp án này. Câu số 1 chọn đáp án C, câu số 2 chọn đáp án A, câu số 3 chọn đáp án B, câu số 4 chọn đáp án B, câu số 5 chọn đáp án C và câu số 6 chọn đáp án D. Và cô xin phép được tổng hợp lại kiến thức về đại từ quan hệ này. Chỉ người nhưng đứng ở vị chỉ người đứng ở vị trí chủ ngữ thì dùng who. Chỉ người đứng ở nhưng lại đứng ở vị trí tân ngữ thì dùng whom. Và chọn who hay là chọn whom thì phải phụ thuộc vào vị trí của nó so với cái mệnh đề quan hệ. Đối với mệnh đề quan hệ nó đứng ở vị trí tân ngữ thì dùng whom. Đối với mệnh đề quan hệ mà nó đứng ở vị trí chủ ngữ thì dùng who. Và trong mệnh đề quan hệ xác định thì chúng mình có thể thay which, who và when bằng với that. Còn đối với mệnh đề quan hệ không xác định, chúng mình không bao giờ được sử dụng that nhé. Số 3, số 4 và số 5 thì cô đều muốn nói, đó chính là đối với vật, sự vật hoặc là sự việc thì chúng mình đều sử dụng đại từ quan hệ which. Và đối với câu 6, như cô vừa nói lúc nãy thì đối với câu 6, mặc dù ở đây two young men ở trong cái vế chính này nó là tân ngữ, nhưng đối với cái vế mệnh đề quan hệ không xác định này thì nó lại là chủ ngữ, nên nó vẫn được dùng who. Và sau đây đối với kiến thức mà chúng mình vừa tổng hợp lại được, và đối với những kiến thức mà chúng mình đã được học liên quan đến đại từ quan hệ, mệnh đề quan hệ xác định, mệnh đề quan hệ không xác định, cô xin phép mời chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4 yêu cầu chúng mình là sử dụng đúng cái dạng, sử dụng đúng dạng của các mệnh đề quan hệ để gộp hai câu thành một. Nghĩa là chúng mình sẽ combine, gộp hai câu này thành một câu sử dụng mệnh đề quan hệ. Xác định hay không xác định thì là tùy vào cái khả năng nhìn nhận của mình nhé. Bây giờ cô và chúng mình cùng bắt đầu làm bài này. Đối với câu số 1, many tourists visit Liverpool. Rất nhiều du khách đến thăm Liverpool. Liverpool là nhà của nhóm nhạc The Beatles. Cái vế chính của chúng mình là đây. Còn cái phần sau này chỉ là thông tin bổ sung thêm. Và cái câu sau, cái câu thứ hai này, nó sẽ được trở thành mệnh đề quan hệ không xác định ở trong câu mới. Câu này mình sẽ viết lại như sau: many tourists visit Liverpool, phẩy,
Which is the home of the Beatles? Câu số 1, mình sẽ viết lại như sau. Many tourists visit Liverpool. Phải. Which is the home of the Beatles? Mệnh đề quan hệ không xác định, ngăn với vế chính bởi dấu phẩy. Tiếp đến câu số 2. The town hasn't got any pubs. People can go and relax there. Thành phố hoặc là cái thị trấn này chưa có một công viên nào. Chưa có một công viên nào. Mọi người có thể đi đến đó để thư giãn. There này là để chỉ pubs. Vậy câu 2 này mình sẽ viết lại là thị trấn này chưa có công viên nào để cho mọi người có thể đến đó và thư giãn. Và cái vế sau này là bổ sung thêm thông tin cần thiết cho cái vế đứng đằng trước này. Và khi mà bổ sung thông tin cần thiết thì cái vế này sẽ là một mệnh đề quan hệ xác định. Và there rồi có park công viên là để chỉ địa điểm, nên là mình sẽ sử dụng đại từ quan hệ where. The town hasn't got any parks where people can go and relax. The town hasn't got any parks where people can go and relax. Mệnh đề quan hệ lúc này là mệnh đề quan hệ xác định, không cần dấu phẩy. Bổ sung thêm thông tin cần thiết, essential information, cho người hoặc là vật mà đang được nhắc đến. Tiếp đến với câu số 3 này. My son took part in the Beyond 2030 forum. The forum invited people to share their vision of the future. Con trai tôi tham gia vào diễn đàn vượt xa hơn năm 2030. Diễn đàn này mời mọi người đến để chia sẻ cái tầm nhìn, cái suy nghĩ của họ về tương lai. Và đây, chúng mình xác định đây, câu số 1 này sẽ là vế chính. Và cái vế sau này sẽ được biến đổi thành mệnh đề quan hệ. Và mệnh đề quan hệ này sẽ bắt đầu bằng đại từ quan hệ which, thay cho the forum, thay cho the Beyond 2030 forum. Và đây là một mệnh đề quan hệ không xác định, bởi vì nó chỉ là bổ sung thêm thông tin thôi, chứ không phải là bổ sung thêm thông tin cần thiết. Và nó sẽ được ngăn cách khỏi vế chính bởi dấu phẩy. Câu số 3 mình sẽ gộp lại như sau. Cô có một cái suy nghĩ, đó chính là đối với câu số 3 thì cái mệnh đề quan hệ này có thể là mệnh đề xác định hay không xác định đều được. Mệnh đề quan hệ hay không xác định hay không xác định đều được, bởi vì cái vế này có thể trở thành mệnh đề quan hệ xác định, bởi vì nó cung cấp thêm cái mục đích của cái diễn đàn này. Cái mục tiêu của cái diễn đàn này đó chính là đưa mọi người đến để chia sẻ về cái tầm nhìn của họ. Còn không, khi nó là mệnh đề quan hệ xác định thì dù mình có bỏ nó đi thì cũng không gây ra cản trở gì, khi cũng không gây ra sự khó hiểu gì đối với người đọc khi mà chỉ đọc câu thứ nhất. Thế nên câu số 3 này, cái mệnh đề quan hệ có thể là vừa xác định vừa không xác định. Chúng mình để dấu phẩy hay không thì tùy chúng mình nhé, không sao hết. Và tiếp đến, chúng mình chuyển sang câu số 4. Câu số 4 này, Baron Pierre de Coubertin was the founder of the modern Olympic Games. He was not in favor of women participating in the games. Baron có nghĩa là bá tước. Bá tước Pierre de Coubertin là cái người mà sáng lập, cái người mà thành lập ra Thế vận hội Olympic hiện đại. Ông ấy không thích phụ nữ. Ông ấy không thích phụ nữ tham gia vào Thế vận hội. He này chính là chỉ cái vị bá tước này. Vậy thì đây sẽ là về mệnh đề quan hệ mà với mệnh đề quan hệ để bổ sung thêm thông tin cho vị bá tước. Và đây sẽ là một mệnh đề quan hệ không, và đây sẽ là một mệnh đề quan hệ không xác định. Baron Pierre de Coubertin phải, who was not in favor of women participating in the games, phải,
was the founder of the modern Olympic Games. Hoặc là để hợp lý hơn thì chúng mình có thể đảo lại. Bởi vì ở đây Olympic Games, ở đây là The Games. Và nếu như mà mình đảo cái vế này lên là vế mệnh đề quan hệ xác định lên trước ấy, thì người ta sẽ không biết là rốt cuộc Games này là game gì. Nên chúng câu này của chúng mình sẽ viết lại như sau: Baron Pierre de Coubertin phẩy, hoặc là không cần phải cũng được, who was the founders of the modern Olympic Games was not in favor of women participating in the games. Câu số 4 mình sẽ gộp lại như sau. Và ở đây chúng mình lại có một mệnh đề quan hệ không xác định, và mệnh đề quan hệ không xác định này lại đứng ở giữa câu, nên là mình sẽ phải cần có hai dấu phẩy để ngăn cách nó khỏi vế chính. Bá đức Pierre de Coubertin, người mà sáng lập ra Thế hội Olympic hiện đại, không thích phụ nữ tham gia vào Thế vận hội. Đây chắc chắn là một mệnh đề quan hệ không xác định nhé. Và chúng mình nhớ này, phải ngăn nó bởi hai dấu phẩy, không được thiếu dấu phẩy nào đâu nhé. Câu số 5 này: There will be an open discussion, sẽ có một cái cuộc thảo luận mở rộng. Sẽ có một cái cuộc thảo luận mở. The discussion will look at the main challenges and opportunities in the coming decades. Cái cuộc thảo luận này sẽ tập trung vào những cái thử thách và những cái cơ hội chính trong những cái thập kỷ sắp tới. Cái vế thông tin này là bổ sung thêm thông tin cần thiết cho cái chủ đề mở mà câu trước đang nhắc tới. Vậy thì nó sẽ là một mệnh đề quan hệ xác định. Và an open discussion là một cái danh từ mà chỉ sự vật, sự việc. Nên đại từ quan hệ của chúng mình sẽ là đại từ quan hệ which. Và câu này mình sẽ viết lại như sau: There will be an open discussion which will look at the main challenges and opportunities in the coming decades. Câu số 5. Mệnh đề quan hệ của chúng mình bắt đầu từ đây. Và đây là mệnh đề quan hệ xác định, bổ sung thêm thông tin cần thiết cho sự vật đang được nhắc tới, nên là không có dấu phẩy ngăn cách nhé. Tiếp đến chúng mình có câu số 6, câu cuối cùng này: The changing economy role of women started in 1948. It has greatly affected the role of men. Cái vai trò liên quan đến kinh tế của phụ nữ, cái vai trò liên quan đến kinh tế của phụ nữ mà đang thay đổi thì bắt đầu vào năm 1948. Và cái sự thay đổi này nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến vai trò của người đàn ông. Và đối với câu số 6 này, mình có hai cách viết lại. Một cách là với mệnh đề quan hệ xác định, và một cách là với mệnh đề quan hệ không xác định. Chúng mình hãy cùng xem nhé. Hai cách kết hợp câu ở câu số 6 của chúng mình như sau. Một là với mệnh đề quan hệ xác định này: The changing economic role of women, which has greatly affected the role of men, started in 1948. Cái sự thay đổi trong vai trò kinh tế của người phụ nữ mà ảnh hưởng rất là lớn đến vai trò của người đàn ông bắt đầu vào năm 1948. Và đối với việc kết hợp câu sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định thì chúng mình sẽ viết như sau: The changing economic role of women, which started in 1948, has greatly affected the role of men. Lúc này thì cái vế bắt đầu vào năm 1948 nó trở thành cái mệnh đề quan hệ không xác định, có thể lược bỏ đi mà không ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu. Sự thay đổi trong vai trò kinh tế của người phụ nữ, cái mà bắt đầu vào năm 1948, đã ảnh hưởng rất là mạnh mẽ đến vai trò của người đàn ông. Và có một điểm chung là dù ở trong cách viết lại câu nào thì cái ý rằng sự thay đổi của người phụ nữ dẫn đến sự thay đổi trong vai trò của người đàn ông, nó đều là những cái ý chính mà chúng mình cần phải lưu ý. Một trong hai cách viết, cách nào cũng đúng nhá.
Và bài tập câu số 6 của bài tập số 4 cũng là câu luyện tập cuối cùng mà liên quan đến phần ngữ pháp. Sau đây cô xin phép mời chúng mình cùng nhìn sang bên trang 69 để chúng mình làm nốt phần communication, giao tiếp nhé. Và có lẽ là trước khi mà chuyển sang phần communication thì cô sẽ cho chúng mình xem lại đáp án của bài tập số 4 nhé. Câu số 1 này, câu số 1 thì mình sẽ kết hợp câu và sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định. Câu số 2, chúng mình kết hợp câu sử dụng một mệnh đề quan hệ xác định vì mệnh đề này bổ sung một thông tin cần thiết cho cái vật đang được nhắc đến. Câu số 3, thì đối với câu số 3 thì chúng mình có thể bỏ dấu, để dấu phẩy hoặc là không để dấu phẩy. Vậy có nghĩa là câu số 3 cũng là một câu có hai cách viết lại, sử dụng mệnh đề quan hệ xác định hoặc là không xác định. Và tiếp đến đối với câu số 4 và câu số 5 này. Đến câu số 4 thì chúng mình sẽ kết hợp câu sử dụng một mệnh đề quan hệ không xác định. Mệnh đề quan hệ không xác định của chúng mình đây. Và vì nó được đặt ở giữa câu nên là nó sẽ ngăn cách được, nó sẽ được ngăn cách bởi hai dấu phẩy. Đây là câu số 5. Câu số 5 thì chúng mình kết hợp câu sử dụng một mệnh đề quan hệ xác định. Mệnh đề quan hệ xác định bổ sung thêm thông tin cần thiết cho cái sự vật unopened discussion được nhắc đến. Và cuối cùng đối với câu số 6 như chúng mình vừa được xem thì chúng mình có hẳn hai cách viết lại đối với câu này. Một cách sử dụng mệnh đề quan hệ xác định và một cách sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định. Mệnh đề quan hệ xác định này, mệnh đề quan hệ không xác định này và đứng ở giữa câu nên được ngăn cách bởi hai dấu phẩy khỏi cái vế chính. Và sau đây chúng mình sẽ chuyển sang phần communication ở bên trang 69 nhé. Và phần bài tập trong phần communication này thì yêu cầu chúng mình đó là match each prediction with two responses. Then practice saying them in pairs. Có nghĩa là người ta yêu cầu mình nối mỗi cái dự đoán với hai cái response, hai cái cách trả lời phù hợp với nó. Và sau khi mà chúng mình nối xong thì chúng mình sẽ tập luyện nói những cái cặp câu này, những cái đoạn hội thoại nhỏ này theo cặp. Chúng mình có thể nói với bạn cùng bàn hoặc là chúng mình có thể ghép cặp ngẫu nhiên để luyện tập nói nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ làm cái phần bài tập nối trước này. Và trước khi nối thì chúng mình sẽ xem qua là chúng mình có những cái prediction nào và những cái response nào nhé. Dự đoán đầu tiên này, people will no longer send letters by mail. Có nghĩa là mọi người sẽ không còn gửi thư qua mail nữa. Số 2 này, technology will allow mothers to deliver children at home by themselves. Có nghĩa là công nghệ sẽ cho phép người mẹ đưa con mình về nhà. Deliver children at home, tự đưa con mình về nhà by themselves. Themselves này là chỉ những người mẹ. Công nghệ cho phép những người mẹ tự đưa con mình về nhà. Câu số 3, people will be traveling in supersonic trains. Supersonic có nghĩa là siêu âm, có nghĩa là mọi người sẽ sớm được di chuyển trên những cái con tàu mà siêu âm hoặc những cái con tàu mà sử dụng sóng siêu thanh ấy. Câu số 4, there will be sky houses in big cities. Sẽ có những cái ngôi nhà mà mọc ở trên trời, được xây dựng ở trên rất là cao ở những cái thành phố lớn. Và ở bên này chúng mình có 8 response. Response A này, what will it be like living high up?
Nghĩa là sống ở trên cao thì sẽ như thế nào? Faster than planes, how come? Nhanh hơn cả máy bay sao? Sao lại có chuyện như thế được? I wish they would. Tôi ước gì việc đó sẽ xảy ra. I love reading a handwritten letter, which is much more personal. Tôi thích đọc thư viết tay, bởi vì như thế thì nó sẽ riêng tư hơn, more personal. Phản ứng D này. Well, why not? Tại sao lại không nhỉ? We have seen amazing things that technology offers. Chúng ta đã thấy rất là nhiều, chúng ta đã thấy những thứ rất là tuyệt vời mà công nghệ đem lại. Phản ứng E này, I love it, tôi rất thích nó. The view from the window would be fantastic, nghĩa là cái khung cảnh từ cửa sổ, được nhìn thấy từ cửa sổ sẽ rất là tuyệt. Phản ứng F, I don't think it's ever going to happen, it's too dangerous, có nghĩa là tôi không nghĩ là cái việc đó sẽ xảy ra, sẽ có thể xảy ra, nó quá là nguy hiểm. Phản ứng G này, we won't be able to see the scenery on the way. Chúng ta sẽ không thể thấy được những cái cảnh vật ở trên đường nữa. Và phản ứng cuối cùng này, that's for sure. Cái việc đó chắc chắn sẽ xảy ra. Emails and messages will replace them. Email, thư điện tử và những cái tin nhắn chắc chắn sẽ thay thế chúng. Và cái prediction 1 này sẽ đi với 2. Sẽ đi với hai response, đó là response C và response H. Ở đây chúng mình có thể thấy những từ như letter. Mọi người sẽ không còn gửi thư qua cái đường bưu điện nữa, sẽ không còn gửi thư cho nhau nữa. Thì ở đây, trong response C, người ta đề cập đến việc là đọc thư viết tay. Và ở đây chúng mình thấy các từ liên quan như là thư điện tử này, tin nhắn này và them này là thay cho mails, thay cho letters. Việc đó chắc chắn sẽ xảy ra, thư điện tử và các tin nhắn sẽ thay thế cho thư viết tay. Câu số 2 này, cái việc mà công nghệ cho phép người mẹ tự đưa con mình về nhà thì cái phản ứng mà phù hợp với nó sẽ là phản ứng D và phản ứng F. Tại sao lại không? Chúng ta đã thấy những cái thứ tuyệt vời mà công nghệ đưa cho chúng ta. Chúng ta có thể thấy từ khóa technology này. Và đây là cái việc mà mẹ tự đưa con về nhà thì nó là một cái việc rất là nguy hiểm, too dangerous. Và tiếp đến đối với cái prediction số 3 thì cái phản ứng phù hợp với nó sẽ là phản ứng B. Cái những cái tàu mà sử dụng sóng siêu thanh, sử dụng siêu âm như thế này này thì nó nhanh hơn cả máy bay. Thì cái việc đấy sao có thể xảy ra được? Và khi mà đi quá nhanh như vậy thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được cảnh vật bên đường, won't be able to see the scenery on the way. Và đối với phản ứng thứ tư, phản ứng cuối cùng thì tương ứng với nó sẽ là phản ứng A và phản ứng E. Sống ở trên cao thì sẽ như thế nào nhỉ? Và cái tầm nhìn khi mà sống ở trên cao như vậy ấy, thì cái khung cảnh từ cửa sổ sẽ rất là đẹp, tôi rất là thích nó. Và sau đây cô xin phép được tổng hợp lại đáp án của bài tập số 5 này. 1 đi với C và H. 2 đi với D và F. 3 đi với B và G. 4 đi với A và E. Và sau khi mà chúng mình đã có được những đáp án này rồi và thông qua quá trình làm bài thì cô cũng đã đọc lại những câu này cho các con. Cô hy vọng rằng các con có thể luyện tập thật là tốt với bạn của mình hoặc là chúng mình có thể tự tập tại nhà. Và sau đây cô cũng xin phép đọc lại một lần nữa những cái đoạn hội thoại nhỏ này giữa những cái prediction và những cái response để chúng mình cùng tập theo nhé. People will no longer send letters by mail. Và chúng mình chú ý này, nếu như có từ nào mà chúng mình không nghe rõ thì chúng mình có thể tua lại để nghe lại hoặc là chúng mình tự tra cái phát âm của nó. Và
chúng mình phải chú ý cái tông giọng của chúng mình nhá. Đừng đọc nó đều đều, mà hãy đọc nó có nhịp độ lên xuống. People will no longer send letters by mail. I wish they would. I love reading a handwritten letter, which is much more personal. That's for sure. Emails and messages will replace them. Số 2 này. Technology will allow mothers to deliver children at home by themselves. Well, why not? We have seen amazing things that technology offers. F. I don't think it's ever going to happen. It's too dangerous. So bad. People will be traveling in supersonic trains. Faster than planes? How come? Và rồi này, we won't be able to see the scenery on the way. Và chúng mình có thể để ý, đó chính là câu này là một câu cảm thán, nên chúng mình có thể nhấn nhá nhiều hơn một chút để thể hiện cái cảm xúc của mình, là khi không được thấy cảnh vật trên đường thì mình sẽ rất là buồn. Số 4 này, there won't be sky houses in big cities. What will it be like living high up? Hoặc là I love it. Tôi rất là thích nó, giọng điệu rất là hồ hởi này. I love it. The view from the window would be fantastic. Cái cảnh vật, cái khung cảnh nhìn từ cửa sổ sẽ rất là đẹp. Và trước, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong được bài tập số 5 này. Và trước khi kết thúc phần looking back, cô mời chúng mình cùng nhìn sang bảng tổng kết Finish Now I Can, để chúng mình có thể nhìn nhận xem là chúng mình tự đánh giá bản thân xem là chúng mình đã học được gì thông qua Unit 11 này. Đầu tiên là chúng mình đã biết cách sử dụng từ vựng liên quan đến sự thay đổi trong vai trò của phụ. Chúng mình đã biết sử dụng những từ ngữ mà liên quan đến sự, đến những cái vai trò mà đang thay đổi trong xã hội hay chưa. Tiếp theo là chúng mình đã nhận ra được cái tông giọng khi mà người ta đồng thuận hay là người ta không đồng thuận với cái ý kiến của mình hay chưa. Tiếp theo là chúng mình đã biết sử dụng một cách tự tin cái thời tương lai đơn ở dạng bị động chưa. Và tiếp theo là chúng mình đã biết sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định để đưa thêm thông tin chưa, giving extra information. Tiếp theo liên quan đến kỹ năng đọc thì chúng mình đã biết đọc để tìm ra những cái thông tin cụ thể mà liên quan đến sự thay đổi trong vai trò của người phụ nữ trong xã hội chưa, và đã biết nhận ra, đã biết tìm được những cái thông tin mà liên quan đến những cái thay đổi đến từ cái vai trò, đến từ những cái ảnh hưởng đến từ cái sự thay đổi này. Tiếp theo là chúng mình đã có thể nói, speak hay là talk về những cái vai trò của mọi người, của thiếu niên này, của phụ nữ, của đàn ông ở trong tương lai hay chưa. Tiếp theo là liên quan đến kỹ năng nghe. Chúng mình đã biết nghe để tìm được những cái thông tin cụ thể về sự thay đổi mà phụ nữ Kenya đang, thì chúng mình đã biết viết một cái đoạn văn ngắn, đã viết ra được những cái vai trò của cái lứa tuổi thiếu niên, cái lứa tuổi teen ở trong tương lai hay chưa. Và chúng mình có những cấp độ để đánh giá bản thân. Càng nhiều dấu tích thì có nghĩa là mình càng cảm thấy bản thân làm tốt. Tốt này, rất tốt và cực kỳ tốt. Và chúng mình hãy tự đánh giá bản thân, sau đó chúng mình hãy chia sẻ cái đánh giá của mình, cái phần tự đánh giá này của mình ở bên dưới phần bình luận để cô và các bạn cùng biết nhé. Và cô hy vọng rằng thông qua những cái video cô giảng dạy về Unit 11 này thì sẽ giúp ích được ít nhiều trong quá trình học tập của các con, và giúp các con yêu thích môn học tiếng Anh hơn. Và video của cô về phần Looking Back đến đây là kết thúc. Cô hy vọng rằng sẽ được gặp lại các con trong những bài học tiếp theo. Tạm biệt. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.